Bật lửa Zippo Z251 bao thuốc lá 555. Zippo Z251 khác bao thuốc lá 555, được gia công bằng máy CNC với đường cắt dứt khoát, sạch sẽ đảm bảo độ đẹp, tinh tế của sản phẩm. Một phiên bản yêu thích của các anh chàng khói thuốc, nền đồng vàng sức bụi cổ điển, ấn tượng, cho cảm giác cầm nắm chắc tay. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Bật lửa Zippo đồng siêu bền. Sử dụng bản thiết kế độc quyền vỏ bao thuốc 555 độc đáo. Đây là mẫu quen thuộc nhưng khác lạ. Sertet Express 555 là thương hiệu thuốc lá Anh Quốc, được sản xuất bởi British American Tobacco từ năm 1925. 555 Gold là dòng truyền thống của hãng, với hương vị nguyên bản đậm đà được chọn lọc kỹ lưỡng từ nhiều vùng trồng riêng biệt, mang lại cho người dùng trải nghiệm đáng nhớ. Bật lửa Zippo 3 số khác trên nền chất liệu đồng, solid bờ rát, chất liệu đồng bền đẹp, nổi bật trên tay người dùng khi sử dụng, họa tiết phay sức ấn tượng, bắt sáng thay đổi theo góc nhìn. Những vệt xước lông mèo không đáng có trong quá trình sử dụng cũng sẽ được che giấu đi bởi họa tiết phay xước này. Mặt sau trơn bóng ánh vàng sang trọng, còn đẹp hơn nữa khi khắc tên, logo, số điện thoại của người dùng. Đặc biệt nếu khắc laser sẽ cho độ sắc nét hoàn hảo, nổi bật từng chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể in hình ý nghĩa của người thân, bạn bè và danh tặng cho họ. Zippo 555 sẽ là món quà may mắn, làm đối phương cảm kích và luôn nhớ tới bạn mỗi khi dùng. Bật lửa Zippo ruột vàng. Quẹt Zippo ruột vàng đồng nhất với lớp vỏ đồng nguyên khối, bền bỉ không lo bóp méo khi va đập hay làm rơi. Zippo vuông vắn có thể đứng vững trên mọi mặt phẳng, cùng với cơ chế đánh lửa xăng bắc đá huyền thoại. Chiếc Zippo giúp bạn châm thuốc bất cứ khi nào, ngay cả khi đi xe máy với vận tốc 40 km/h. Buồng đốt 16 lỗ chống gió đặc trưng chia đều hai bên, chiều cao khoảng 2/3 ruột, chắn gió cực tốt, ruột thép không gỉ, khít với vỏ kim loại tránh tình trạng tràn xăng, bay xăng tự nhiên. Anh em có thể sử dụng ngay cả chiếc quạt gió, bốc bột quấn đồng dẫn xăng nhay, cháy mạnh mà lâu hơn, cho người dùng trải nghiệm liên tục trong thời gian dài. Bánh xe quẹt lửa xéo cực nhạy bén, đây là dấu hiệu nhận biết Zippo Mỹ chính hãng, kết hợp với đá lửa chuyên dụng tạo nên bộ đôi ăn ý, hoàn hảo, đá làm bằng chì, bền và ít để lại bụi than sau khi sử dụng. Bàn lề mới 5 chấu với 2 chấu giữa to hơn 3 chấu còn lại, chỉ còn khoảng 1,5mm tạo kết cấu chắc chắn. Âm thanh đóng mở rất vui tai, nổi bật giữa đám đông, tiếng búa cam tác động vào lá thép chữ U mạnh mẽ tạo âm click click trong và ngân vang nhờ chất đồng thau đặc trưng. Khi đóng nắp, âm lắp sẽ rất khoát, đầy chất men. Người chơi có thể thay đổi tiếng kêu theo sở thích bằng cách chỉnh độ dơ của bàn lề. Một trải nghiệm ấn tượng. Mẫu quẹt Zippo hiện đại. Z251 đời số mới, hay còn gọi là dòng Zippo hiện đại. Những mẫu Zippo đời số mới chất lượng cực bền, cùng với chế độ bảo hành trọn đời. Em này có một đáy bằng, phủ lớp đồng bụi bặm, thông tin khắc rõ nét. Nhận biết tuổi đời của Zippo thông qua năm sản xuất ở góc trên bên phải, tháng sẽ đánh dấu theo ký tự in hoa từ A đến L tương ứng tháng 1 đến tháng 12. Quẹt Z251 kèm hộp sản phẩm, vỏ hộp các tông chắc chắn với lớp đệm nhung, giúp chống va đập trong quá trình vận chuyển. Chiếc Zippo tới tay bạn sẽ đẹp tuyệt đối, đính kèm là bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Khi sử dụng phụ kiện chính hãng sẽ cho hiệu quả trái tối đa. Nếu các anh yêu thích sản phẩm Zippo Z251 này thì có thể đặt hàng nhanh qua website của Ambe hoặc liên hệ trực tiếp nếu cần hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.